HB Shop xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị chế quạt nha. Thì cái này bộ vỏ của mình mua ở ngoài thị trường đây. Đây là bộ vỏ P4 nha. Đây là cái đế và đây là cái thân quạt. Đây là cổ quạt nha các bạn. Đây các cái nút. Nhưng mà đối với cái dòng motor không cho than của mình đó, thì nó có cái nút điều tốc rồi, cho nên chúng ta không cần cái nút bấm này nữa nha. Đó, đây là cái bộ vỏ của nó. Và cái thứ hai nó là cái bộ lồng của nó nha. Thứ ba nó là cái cánh. Đó, chúng ta tiến hành chế như thế nào đó, chúng ta bắt cho nó vừa khớp, cho nó đẹp và thuận tay nha. Bây giờ chúng ta tiến hành chế thôi. À mà quên, nguyên cái bộ này mình mua có khoảng 80 cho tới khoảng 100 ngàn tùy cái loại nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt tay vào chế thôi nha. Do cái đầu ti của cái cổ quạt thường của mình đó, là nó như thế này đây các bạn đó. Chúng ta gắn vô nó vừa nha, cho nên khi chúng ta đảo đó, thì nó sẽ quay rất là êm. Còn cái đầu của cái cụm motor máy quạt này á thì nó to hơn một chút đó, chúng ta gắn vào không được nha, cho nên chúng ta phải chế thôi bằng cách là chúng ta sẽ mài cho cái này nó sẽ rộng ra một tí. Đây, cái này nó rộng ra một tí để chúng ta gắn cốt vừa vào như thế này đây, thì khi đảo nó sẽ quay rất là êm. Bây giờ chúng ta mài tới khi nào mà chúng ta cho nó vừa phải, nó vừa để chúng ta gắn cái đầu ti của cái máy quạt 12V này vào nha. Thị trường mình tìm á, thì nó không có cái cổ này, nó vừa với cái đầu ti của máy quạt 12V, cái motor không cho than á nó không vừa, cho nên mình phải mài thôi. Trong cái trình mài á, thì mình đo thử nha các bạn, chúng ta đo sao cho nó vừa phải thôi, chứ nó đừng có rộng quá nó quay cũng không có đạt, nó đảo gió cũng không có đạt lắm, nó sẽ bị kêu. Đây các bạn, cái trục mà ti để gắn vô mấy cái đầu quạt bình thường á thì thằng này nó khoảng là 8 ly ha các bạn. Còn thằng này thì nó sẽ 9 ly. Đây, 9 ly. Cho nên mình có cái đầu mũi khoan nè, mình bẻ nó ra luôn. Thì cái mũi khoan này nó cũng là 9 ly đây. Đó, nó vừa với cái cốt này. Đó, nó vừa với cái cốt ti này. Cho nên mình sẽ nông nó ra nha. Bắt nó vô nó phang để mình nông nó ra cho dễ. Như thế này đây. Đây mình nông cốt bằng cách này đây bạn, mình nông cái lỗ nó ra nha, để xài cho cái cốt 9 ly. Sắp được rồi. Đây, sau khi mình nâng xong đây, đó. Đó, các bạn thấy chưa, nó vừa khít nè, rất là đều, quay rất là đều, không có bị nhúc chút nhích vậy. Đây, đó, cái đầu đây. Rồi
bây giờ tiếp tục mình chế tiếp nha. Mình đã gắn cái đầu ti vào được cái trong cái cổ quạt rồi đây. Dùng khích khao sau khi mình nông ra đây ha. Bây giờ mình tiếp tục. Đây chúng ta bắt đảo vào nha. Đây, đảo gió. Đây là cái cây để gắn cho cái trục đảo của nó đây. À, mình bẻ thẳng ra nha các bạn. Đây, bẻ thẳng ra. Cái to nó như thế này đây. Đó, và chúng ta lắp vào đây. Đây. Và chúng ta sẽ đo làm sao cho cái trục quay này nè. Nó ra phía sau nhất nha. Và chúng ta lấy dấu nó ở đây. Sau đó chúng ta đi tìm một con ốc đưa cá. À, và chúng ta khoan như thế này, chúng ta dàn lỗ cho nó ra rộng khoảng như thế này đây, vừa cũng được. Sau đó chúng ta bắt ốc vào cho nó đảo thử nha. Thì chúng ta dàn lỗ ra như thế này đây. Tại vì đồ chúng ta chế nha, cho nên chúng ta phải làm như thế này. Thì các bạn khoan lỗ sao cho nó tăng đưa được nha. Chúng ta chỉnh cái này rất là mất thời gian. Đây, cái đầu quay của nó đây. Quay như thế nào êm là được nha các bạn. Và đây là thành quả sau khi chúng ta chế nãy giờ nha các bạn. Đây. Rất là gọn, chúng ta có cái đít luôn nha. Chúng ta lắp vào. Quạt rất là mát. Quạt motor không chỗ thang 12V nha các bạn. HB shop chúc các bạn thành công.